Đây là bức tranh mình mới yêu cầu Midjourney vẽ lại ha, nhưng mà bây giờ mình làm đơn giản hơn ha, có nghĩa là mình chọn một cái nội dung mà cần chuyển đổi qua tiếng Anh thôi, đó mình yêu cầu ChatGPT chuyển đổi như vậy ha, hoặc là mình có thể dùng phần mềm khác để mình chuyển qua tiếng Anh ha, thì viết đơn giản hơn. Sau đó mình copy nội dung đó, sau đó mình dán vô trong cái Midjourney ha, mình có lệnh là email ha, sau đó form rồi mình cũng dán nội dung vô. Nhưng mà cái trường hợp này á, thì so với trước đó là mình phải dùng kêu là mô tả bằng ngôn ngữ Midjourney, nhưng không, thực sự là không cần ha, mình chỉ cần ghi nội dung tiếng Anh bình thường thôi là cái Midjourney này nó cũng hiểu ha. Thì mọi người có thể tham khảo cái này để có thể vẽ lại cái bức tranh theo ý mình đơn giản hơn ha. Các bạn nào có thể là vẽ ghi được tiếng Anh thì chúng ta ghi luôn cũng được, không sao cả, nó hiểu hết luôn ha. Lúc đầu mình tưởng là nó không hiểu theo form chung của ChatGPT nó gợi ý, nhưng mà thực sự là nó hiểu luôn ha, cho nên mọi người có thể dùng tiếng Anh trực tiếp luôn cũng được, hoặc là chuyển qua tiếng Anh. Thì mình cứ chuyển đổi từ tiếng Việt sang tiếng Anh bình thường thôi, sau đó mình copy vô đây mình dán thôi. Đấy là Midjourney sẽ thực hiện cái yêu cầu đúng như mình mong muốn. Xin chào mọi người ha, chúc mọi người làm thành công ha.